Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin học Đạo Phương. Trong video này thì Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chức năng in báo giá trong phần mềm TV Shop. Phần mềm TV Shop dành cho cửa hàng bán lẻ, dùng để in hóa đơn, theo dõi nhập xuất tồn và quản lý công nợ. Nếu các bạn muốn biết chi tiết về phần mềm hãy kích vào link mình có để dưới phần mô tả video. Sau đây Phương sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng báo giá của phần mềm này nha. Trên trang chủ của phần mềm các bạn vào mục bán hàng và chúng ta cũng chọn tên khách hàng như bình thường, kích vào đây. Nếu khách hàng đã có rồi, chúng ta nhập từ khóa để chúng ta tìm kiếm, ví dụ như mình bán cho anh Vinh xong cái đất, hoặc là ví dụ như một tên mới chưa có trong danh sách thì chúng ta cũng gõ tên trên cái thanh tìm kiếm này. Ví dụ như ở đây mình bán cho anh Hùng đi, anh Hùng quận 5, ví dụ như thế. Thêm và cái tên mới này, khi mà chúng ta xuất báo giá thì cái tên này tự động thêm vào danh sách khách hàng cho chúng ta luôn mà chúng ta không cần phải khai báo trước. Sau đó các bạn bấm phím F2 hoặc là nút vào phím ở đây để chúng ta đưa sản phẩm ra. Ví dụ như ở đây mình đưa một vài sản phẩm ha. Các bạn nhập từ khóa tìm kiếm lên đây. Và các bạn có thể nhập phần trăm chiết khấu ở đây. Ví dụ như cái đây chiết khấu 10%, chúng ta nhập phần trăm ở đây. Chúng ta muốn sửa số lượng hay đơn giá thì có thể sửa trực tiếp lên sheet đây. Ví dụ ở đây mình sửa lại số 2. Sau khi thêm xong, các bạn bấm phím F1 hoặc là bấm vào nút báo giá trên đây. Và sẽ có hai tùy chọn, đó là lưu và in hoặc là lưu không in. Ví dụ như ở đây mình sẽ lưu và in ra cái phiếu báo giá nha. Đó, bấm lưu và in. Đó, thì đây là cái phiếu báo giá được in ra gửi cho khách. Những báo giá đã lưu chúng ta xem lại bằng cách là chúng ta bấm vào nút báo giá đây. Chúng ta chọn là xem báo giá. Và ở đây là những báo giá đã lưu. Chúng ta có thể kích đúp vào cái báo giá nào đó để chúng ta xem chi tiết những sản phẩm trong này, cũng như là số lượng đơn giá thành tiền. Và chúng ta có thể in lại, xuất file. Xuất file đây là chúng ta xuất file Excel hoặc là PDF gửi cho khách. Ví dụ ở đây mình xuất ra một file Excel chẳng hạn. Đó. Thì chúng ta có thể gửi file Excel này cho khách luôn mà chúng ta không cần phải in ra, trong trường hợp mà chúng ta làm việc qua Zalo hay là qua Facebook ha. Đó. Hoặc là các bạn có thể chụp ảnh màn hình của cái phiếu báo giá này gửi cho khách cũng được, không cần phải gửi file Excel. Và nó còn một cái chức năng nữa, đó là cái xuất phiếu. Xuất phiếu có nghĩa là chúng ta ra hóa đơn á. Nghĩa là ví dụ như sau khi mà chúng ta báo giá cho khách cái phiếu này, khách ok, thì khi mà chúng ta bán hàng chúng ta không cần phải nhập lại những cái sản phẩm này, mà chúng ta vào báo giá chúng ta chọn là xuất phiếu, thì những cái sản phẩm này nó sẽ được đưa ra ngoài màn hình bán hàng chúng ta để chúng ta có thể sửa số lượng ở đây. Ví dụ như là chúng ta sửa lại số lượng theo thật mua, hoặc là sửa đơn giá lại nếu chúng ta cần. Sau đó chúng ta bấm thanh toán, thì cái chức năng xuất phiếu này nó sẽ giúp cho chúng ta rút ngắn lại cái thao tác mà chúng ta nhập lại những hàng hóa như thế này, chúng ta không cần phải nhập lại. Sau đó chúng ta bấm thanh toán, ra phiếu như bình thường. Trong trường hợp mà chúng ta muốn xóa báo giá, thì chúng ta cũng bấm vào xem báo giá, sau đó chúng ta kích vào đây, chúng ta là chọn là xóa, nha. Rất đơn giản. Nếu các bạn muốn biết thêm về phần mềm này, thì các bạn hãy kích vào dưới phần link mô tả của video, mình có để hướng dẫn chi tiết demo. Các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ với số điện thoại bên dưới nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.